Như vậy là đã gần 3 ngày khi lực lượng cứu hộ tiếp cận trụ bê tông nơi bé trai 10 tuổi rơi xuống trước đó tại xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Tuy nhiên, ghi nhận đến sáng ngày hôm nay thì trụ bê tông vẫn chưa được kéo lên trên mặt đất. Hiện lực lượng chức năng vẫn hút bùn quanh trục. Trước đó, quân khu 9 đã cử hơn 90 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường tham gia tìm kiếm cứu nạn cháu bé. Công binh quốc phòng mang máy dò tìm, khoan cắt bê tông cùng một số trang thiết bị chuyên dụng để hỗ trợ lực lượng tại chỗ. Phương án cứu nạn là dùng các loại máy khoan để phá vỡ các kết cấu địa chất xung quanh cọc để cẩu trụ bê tông lên. Có khoảng 350 người của nhiều lực lượng đơn vị hoạt động xuyên đêm tham gia cứu hộ.